Xin chào các bạn YouTuber. Các bạn thấy nước lên đã chưa? Nước lên nè, nước lên đó, nước lên. Nước ngập đã chưa? YouTuber. Các bạn khỏe không? Các bạn chúc các bạn khỏe nha. Đây là đang chiếu mùa nước nổi. Nước từ đây nó lên tới cái lùng lên tới đây hơi bị lâu đó, lên tới cho cái chuồng đó là lâu. Bữa nay là ngày mùng 8 tháng 8 2019. Đây là bên nhà hàng xóm. Nước lên bầu tre chứ đã. nước lục rồi. Đây là bụi tre đó. Đây là cây gõ đỏ. Đây là cây trầm hương. Gõ đỏ, trầm hương đâu quý bạn, trầm hương sâu nó hay ăn lá lắm. Nước ngập này. Đây là ông dẫn nước, ông đi bơm nước để từ cây. Trời ơi, mũi ghê không, mũi ghê quá. Mấy cây gò đỏ đó, nước ngập mênh mông. Để ra đây lần trước cho quý bạn coi nha. Đây là trước mặt nhà. Các bạn thấy nước mênh mông chưa? Trời nắng quá ha. Các bạn có trời nắng không? Bữa nay là mười mấy năm rồi đó, 17, 18 năm là mưa lụt lớn như vậy nè. Nước vô tới đây. Đó, vô tới đây là đường nhựa. Wow, nước mênh mông. Năm 2000 nó lụt một đợt. Cũng to như vậy nè. Bây giờ là 2019. Lụt một đợt nữa. Rồi, ba cây sầu riêng dưới rẫy của mới trồng là tiêu hết rồi. Đây đứng đây. Đứng đây nhìn xuống nước. Trời bổ la nước. Trời bao la nước. Đi qua đây. Đây là nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm. Qua nhà hàng xóm này vô coi nước.
nước lục mưa liên tục, mưa liên tục mấy bữa nay rồi mà. Chim bay mênh mông luôn. Ui giời, nước mênh mông luôn Hậu ơi. Được lớn quá, đã lắm. Ồ. Ở dưới đó con trồng là gì chưa? Con trồng bưởi, sầu riêng chưa? Ờ à, thôi đi hết rồi. Ngâm mà 10 bữa là lấy đi á. Bữa nay 10 bữa cho con. Không, ý nói là trồng bữa nay là được 10 bữa đi hay là mấy tháng rồi? Ờ, thì vậy không sợ. Cây nó to rồi, không sợ. Đó. Năm 2000 lục rồi. Bây giờ quay lại đúng 20 năm ha. 2019. Lục lại đợt đây không bị to. Ô chà, đây rồi nhà nước phải đền. Phải bổ trợ cho dân nữa, nhà nước tốn nhiều tiền lắm đây. Đây là nhà hàng xóm. Đây là hàng xóm. Wow. Vậy đang ngập hết hả Vinh? Vinh ơi. Nhà hàng xóm. Tắm nước đây. Đây là nhà hàng xóm. Đây là nhà hàng xóm Việt Nam Mi. Xin chào các bạn. Đây là nước mênh mông. Lúc đấy là ngang cửa dưới năm 2000 này. Năm 2000 là lục ghê lắm đây. Năm 2000 lục hết đây. Năm 2000 là chỗ đây là ngập nè. Chỗ đây là ngập nè. Bây giờ là nhà nước đổ cao lên rồi nè. Đổ cao lên gần có chục mét ghê không? Đó, nếu mà không đổ cao là bữa nay là ngập lục chỗ đây là phải bơi ra, bơi qua xuồng nè. Còn khoảng 2 thước nữa là lên tới đường lộ này. Đó, chỗ này nè. Nhà nước họ đổ cho đây á là có 10 mét á. 10 mét sâu đó. Thượng nguồn mưa trên đó quá trời quá đất mà. Đi xuống đội 1. Coi đây là xuống đội 1 cái chỗ kia thử nó có ngập không? Ồ, nhà bà Dũng ngập hết rồi. Wow. Nhà hàng xóm. Phúc. nhà bà Dũng ơi. Bà có mở ấy không ta? Đồ vô nó ngập hết.
Thấy ghê không? Bà Dũng ơi, nhà bà đang ngập hết đây đây. Bà ở bên Mỹ, bà đây mà qua bên Mỹ bà thăm con gái bà 3 tháng rồi này. Đâu? Kia hả? Ở đó đó đó. Bên sân hả? Ra 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 ra. À. Nếu mà bữa nay mà không đổ là nó ngập lên tới đây rồi nè. Nhớ không, nhớ cái năm mà mình đưa đò rồi không? Không, là coi như là nhà mình đường ngang nửa nhà mình dưới đây, nhà mình cũng nửa nhà luôn. Ờ. Không, nếu không có cái đường đây là nhà mình vô rồi. Vô lâu rồi. Lâu rồi, trù nó ngập cái năm 2000 nhớ không, đoạn tới đây là còn đi. Nói chung không có cái đường đây, nhà mình vô cái sớm đây. Cái nếu này. Nếu mà nhà nước không không đổ thì ngập lâu rồi. Nhớ năm 2000 không? Ừ. Nó lụt bao giờ là 2019 đúng không Phúc? Phúc không? Ờ, 2000 bây giờ lụt lại này. Yeah, nhà bà Dũng kìa. Tôi lùi vậy, tôi quay khí sản này, này tôi quay trực tiếp luôn. À, họ đứng giòn đó, họ đứng giòn đứng này. À, tội nhà bà Dũng thua, nhà đi dưới đây này. À, lụt nửa đường luôn. Công an với nhân dân từ giờ phải dọn phải không? Phủ. Phủ mình dọn hết. Trung thống. Không thôi mình dọn hết rồi, xong rồi mẹ cái kia về. À, công an mới xuống hả? Vô vô xe con, vô cho xe. Vô xe. Xin chào tổ trưởng, tổ dân phố. Xin chào chị thôn trưởng. Thôn trưởng bên đây lên bờ rồi. À, thôn phó chứ. Chứ không phải thông phó hả? Vậy là chủ tịch hả? Vô nhà này, nhà chủ tịch ngập rồi. Hên là nước nó lên ban ngày cũng đỡ à bé hả? Hả không? Dọn ra tên này. Chứ lên ban đêm là chạy tới re rồi hả? Lúc đó chạy sao kịp, ngủ quên á. Dạ. Em đi xe mốt nữa. Nó điên mày, thằng sắp mày đó, chắc ngủ, chắc không biết. Đây là gỗ điều. Hello, công an nhân dân Việt Nam. Xin chào, công an nhân dân. Không, nơi nước lớn là anh em dân quân nhờ công an rồi chạy giúp dân hết đi chưa? Thấy Việt Nam tớ như vậy đó. Bộ đội công an chồm sớm nào là phụ giúp. Sơn đâu em? Vậy rồi ai dọn lên đây nhanh này, giỏi vậy. À. Chù nó lên ban ngày chứ lên ban đêm là thôi bỡ mình luôn á. Nước lên ban ngày, mấy bữa là nước lên ban đêm. Hãy subscribe.
khỏi quay. Các bạn YouTuber chưa biết. Có chân chết chìm á bé. Biết bao không? Có biết bao không?